Nam nhân cơ thể đầy thép gai, trên tay cầm bảy cây gai, người đầy máu đến triều đường. Hắn cố nén đau đớn quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, trước đó lãnh tử án đã mạo phạm ngài, bây giờ đến thỉnh tội, xin hoàng thượng tha thứ. Nhìn thấy cảnh này, hoàng thượng không chỉ không cảm động, thay vào đó đập bàn và hét lên: to gan, ngươi lại trần truồng đi đến trước mặt trẫm và các vị đại nhân. Người đâu? Chờ đã. Giọng hoàng thượng vừa dứt, Lạc Lan vừa vén váy đi tới trước mặt mọi người. Hoàng thượng, hoàng thúc mặc dù ăn mặc không đứng đắn, nhưng trên người ông ấy đã bị thép gai đâm thủng, thậm chí còn chảy máu. Có thể thấy ông ấy chân thành đến xin lỗi. Nghe cô nói vậy, mọi người đều nhìn về phía lưng của lãnh tử an, quả thực có những giọt máu chảy ra. Vậy thì sao? Hắn làm như vậy có thể rửa sạch tội danh mưu đồ ám sát chậm không? Tất nhiên không được. Vừa rồi thần đến gặp hoàng thúc, thấy trên người ông ấy đầy thép gai, liền hỏi ông ấy đây là ý gì. Ông ấy nói đêm qua con trai ông tiểu trí vô tình chạy mất, ông ấy tìm khắp nơi, vốn nghĩ sau khi tìm được sẽ dùng linh long kiếm do hoàng thượng tặng dạy cho nó một bài học tốt, nhưng không ngờ lại nhầm lẫn vào thư phòng của hoàng thượng, làm cho hoàng thượng hiểu lầm, cho nên hôm nay ông ấy đặc biệt vào kinh thỉnh tội để xin hoàng thượng thứ tội. Ăn nói nhảm nhí. Ngô thái sư thấy vậy cũng phụ họa: phải, đúng là ăn nói vớ vẩn. Ai mà không biết con trai ông ta không còn ở trong cung này nữa. Có lẽ hắn đã mang nó đi đâu đó. Hắn đêm qua rõ ràng là tới tìm hoàng thượng hỏi tội. Ngô thái sư lời này là có ý gì? Ngài nói hoàng thúc là đến hỏi tội, vậy xin hỏi là ông ấy hỏi tội gì? Thử hỏi toàn bộ Đại Ninh quốc, ai không biết hoàng thượng trung thần yêu dân? Hoàng thượng có tội gì? Đừng nói nữa. Lãnh tử an, đêm qua ngươi sớm đến trước mặt trẫm, bất kể mục đích là gì cũng không nên. Hôm nay ngươi lại để người của Vương Phủ Vân Nam của ngươi vào thành, không để người khác ngăn cản ngươi. Ngươi hãy tự nói xem, ngươi đây là muốn làm gì? Lãnh tử an hôm nay bất kể thế nào hắn cũng phải toàn thây mà lui. Không vì gì khác, hắn còn phải suy nghĩ cho tiểu trí, cho nên hắn không dám nói lớn tiếng. Hoàng thượng, chuyện tối qua thật sự là một tai nạn. Con trai ta thực sự là không muốn quay lại Vân Nam với ta nên đã trốn đi. Ta thấy nó bước vào cửa ngự thư phòng, cho nên mới theo vào. Lúc đó trời đã muộn, ta không có thời gian để nhìn lên. May đến sau khi vào mới phát hiện nơi đó là ngự thư phòng. Lãnh tử an nói mình đi nhầm vào ngự thư phòng, hoàng thượng sẽ không tin lời nói này. Nhưng hoàng thượng không vạch trần hắn. Vậy xem ra sáng nay người của Vương Phủ Vân Nam của ngươi vào thành thực sự là để đón con trai ngươi. Đúng. Đúng lúc này, Ngô Hồng sải bước tới. Hoàng thượng nhìn Ngô Hồng: Ngô tướng quân, ngươi nói xem, vậy binh sĩ từ Vân Nam Vương Phủ, từ góc độ khí thế, là mang vẻ mặt vui vẻ đến đón người, hay là mang vẻ mặt giận dữ đến công thành cứu người? Nghe được câu hỏi của hoàng thượng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Ngô Hồng. Lúc này lời nói của hắn nhất định sẽ trở thành lời giải thích mạnh mẽ nhất. Ngô thái sư càng đắc ý ngẩng đầu lên. Ông ta cho rằng con trai mình nhất định sẽ nói ra chuyện hôm nay. Lãnh tử an thật sự không dễ dàng để thoát khỏi chuyện này. Hoàng thượng, chuyện ở cổng thành sáng nay, sau sự điều tra của thần, đó là một sự hiểu lầm. Người của Vương Phủ Vân Nam đến đón người, động tĩnh của thật gây ra hiểu lầm. Binh lính canh gác thành chưa từng thấy khí thế này, cho nên mới sợ hãi trực tiếp đóng cửa thành. Điều này mới gây ra sự hoảng loạn của dân chúng và sự hiểu lầm của mọi người, kể cả thần. Lời nói của hắn, mọi người ở đây đều là một trận kinh ngạc. Hồng Nhi, ngươi có phải nói ngược rồi không? Ta không có nói ngược. Chuyện này là thật, mong hoàng thượng minh xét. Sở dĩ Ngô Hồng lại giúp lãnh tử an nói chuyện, bởi vì trước khi đến triều đường, hai người họ đã thương lượng rồi. Lãnh tử an giúp Ngô Hồng giữ bí mật khởi binh nổi loạn, không công khai bằng chứng nổi loạn. Ngô Hồng thì muốn giúp hắn thuận lợi ra khỏi kinh thành trở về Vân Nam, nhưng cha của Ngô Hồng Ngô Thái Sư không biết về giao dịch của họ. Mặc dù vậy, chuyện tối qua hắn tự tiện xông vào ngự thư phòng là sự thật, và đó rõ ràng là nói dối. Ngự thư phòng làm sao có thể có con trai hắn ở trong? Nghe ông ta nói vậy, Lạc Lan khóe miệng nhếch lên: hoàng thượng, thần có thể chứng minh điều đó. Tiểu Trí đứa trẻ đó vốn rất nghịch ngợm, lúc này không chắc sẽ đi đâu nữa, có lẽ nó đang ở trong bảo hà điện này cũng nên. Lời bào chữa của Trấn Nam Vương tốt thật. Cái gọi là con trai của ngươi bị thương hôm đó, mọi người ở đây đều thấy nó đã hết hơi, giờ ngươi lại nói nó đang trốn. Chẳng lẽ là đầu óc này của ngươi bị kích thích không dùng được nữa rồi? Nếu thật là như vậy, ta tin rằng hoàng thượng sẽ không xử tội cho người điên này. Ngươi mới điên, những gì ta vừa nói là sự thật. Bây giờ con trai ta nhất định lại chạy đến bảo hà điện rồi, nó thích tìm những nơi đông đúc để trốn. Nghe thấy vậy, những người ở đây đều la ó một trận. Được rồi, lãnh tử an, đừng giả vờ ở đây nữa. Nếu ngươi nói con trai ngươi ở trong bảo hà điện, vậy ngươi đi tìm nó đi. Nếu ngươi có thể tìm thấy, trẫm sẽ tha tội cho ngươi. Nghe thấy vậy, lãnh tử an lén nhìn Lạc Lan một cái, trên trán đã thấm ra mồ hôi tinh tế. Hắn vừa tháo dây thép gai ra, một giọng nói non nớt phát ra từ phía sau ghế rồng: cha đừng tìm nữa, con ra đây. Khi mọi người nhìn thấy Tiểu Trí từ cửa sau bảo hà điện đi ra, cùng với hoàng thượng đều suýt chút nữa lệch mất cằm. Đây có thực sự là đứa trẻ sắp chết đã nhìn thấy ngày hôm đó không? Lãnh tử an cũng sửng sốt khi nhìn thấy Tiểu Trí,
sau đó bận rộn vui mừng vẫy tay với cậu bé. Tiểu tử thối, con suýt gây ra đại họa đấy. Con không nhanh đến dập đầu lại hoàng thúc. Nghe thấy vậy, Tiểu Trí bước nhanh đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng đại gia, hôm qua Tiểu Trí vì nhất thời thích chơi đùa mà nhầm vào thư phòng của hoàng thượng, lại vì lo lắng cha tìm được thần sẽ bị phạt, cho nên không dám xuất hiện. Hôm nay lại mạo phạm bảo hà điện của hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy trừng phạt Tiểu Trí. Cũng không biết có phải là con trai thật không. Lần này Lãnh Tử An nghe xong không tức giận, hắn ngược lại trực tiếp chắp tay. Hoàng thượng, vừa nãy ngài đã nói rồi, nếu Tiểu Trí thật sự từ bảo hà điện này đi ra, sẽ không truy tố tội của ta. Bây giờ Tiểu Trí đã tìm thấy, còn có người nghi ngờ thân phận của nó, vậy chi bằng cắt máu nhận thân đi. Sắc mặt hoàng thượng vẫn bình tĩnh, nhưng mà vừa rồi lời đã nói ra rồi, thân hoàng thượng này cũng không thể ở trước mặt mọi người nuốt lời. Người đâu, lấy chậu nước sạch lại đây. Một lát sau, hai tiểu thái giám mỗi người bưng một chậu nước, một cái khay với một con dao găm đi vào. Để ta, nghe nói trước đây ngươi là người bán thịt lợn, con trai ta ra mỏng thịt mềm không cho ngươi làm, vẫn là để cho hộ quốc công đáng kính Lưu Đức Xương làm đi. Lưu tướng quân làm đi. Lưu Đức Xương chậm rãi đi hai bước đến chính đường trung tâm, lấy con dao găm ra khỏi khay. Trấn Nam Vương, mời. Lãnh Tử An đưa tay ra, Lưu Đức Xương cầm dao cắt một chút trên ngón tay của hắn, một giọt máu đỏ thấm liền nhỏ vào chậu nước sạch. Tiểu Trí thấy vậy cũng bước tới với vẻ trang nghiêm và kính trọng, để lộ ngón tay mảnh mai đó. Sẽ không quá đau đâu. Tiểu Trí vẫn chưa phản ứng lại, ngón tay của cậu đã bị cắt, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào chậu nước sạch kia. Lãnh Tử An bận rộn nắm chặt ngón tay của Tiểu Trí, sau đó đột nhiên ngậm nó trong miệng. Trong lòng cảm thấy đau thay, đứng ở một bên Hoàng Sĩ Hùng khinh thường nhếch miệng. Nếu vẫn chưa phân biệt được thật hay giả, Trấn Nam Vương cũng không cần giả vờ đau khổ như thật vậy đâu. Để lát nữa có kết quả hãng hay. Ngươi nói nhảm cái gì đấy? Cha đừng nóng, lát nữa có kết quả rồi nói sau cũng không muộn. Chỉ thấy hai giọt máu kia trong nước nhẹ nhàng chuyển động, khi mọi người nhìn chằm chằm và mất cảnh giác, nó thực sự hợp nhất với nhau. Là con trai ta, các người có thấy không? Máu đó hợp rồi, Tiểu Trí là con trai ta. Lãnh Tử An đột nhiên phấn khích, Lạc Lan và Lãnh Ngọc cũng mừng cho họ. Hoàng Sĩ Hùng thấy vậy thất vọng cúi đầu, mặt của Ngô Thái Sư thì tái mét. Hoàng thượng, Tiểu Trí là con trai ta, là con cháu nhà Lãnh. Ngài cũng thấy rồi, nó có thể đi từ đường bái tổ chưa? Việc bái tổ không vội, đợi đến ngày đầu năm sau quay lại đi. Nhưng những gì người đã làm, không thể cứ thế bỏ qua được. Hoàng thượng vừa rồi không phải đã đồng ý miễn tội cho ta sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Đổi ý thì không có, nhưng ngươi đã phạm sai lầm là thật, trẫm không thể tha tội cho ngươi. Vậy phần ngươi sau khi trở về sẽ cống nạp cho triều đình vạn lượng hoàng kim đi. Cái gì? Vạn lượng hoàng kim? Trấn Nam Vương thấy quá ít sao? Nghe thấy vậy, Lãnh Tử An dùng sức vung tay. Không ít không ít, chỉ cần có thể làm cho hắn và Tiểu Trí thuận lợi trở về, những vật ngoài thân này có là cái gì? Thấy hắn vui mừng, hoàng thượng trực tiếp vẫy tay. Về Vân Nam của ngươi đi, không có gì thì đừng đến kinh thành nữa, nhớ gửi hoàng kim đến trước tháng năm. Lãnh Tử An cười kéo Tiểu Trí nhanh chóng chạy ra khỏi bảo hà điện. Nhìn bóng lưng cha con họ, hoàng thượng mặc dù trên mặt không có gì bất ngờ, trong lòng lại thêm chút thoải mái. Chuyện này ông ta cũng không muốn nhắc lại. Sau đó hoàng thượng nhìn về phía Lạc Lan, Ngọc Vương phi cứu Tiểu Trí có công, lẽ ra phải thưởng, nhưng ngươi lại cố tình giấu tung tích của Tiểu Trí. Ngươi có tội, công không thể che hết được, trẫm phạt ngươi trở về chép lại đệ tử quy 100 lần, 3 ngày nữa giao cho trẫm đích thân kiểm tra. Lạc Lan đang muốn biện minh, hoàng thượng trực tiếp mở miệng. Chuyện này cứ thế đi, mọi người lùi lại đi. Lạc Lan không còn cách nào khác là phải im lặng. Ngày hôm sau, Trấn Nam Vương sẽ mang theo Tiểu Trí trở về Vân Nam. Tiểu Trí đầy mắt không nỡ nhìn Lãnh Ngọc và Lạc Lan. Sư phụ, tỷ tỷ, Tiểu Trí sắp đi rồi, không thể ở bên cạnh mọi người nữa rồi. Nói đến đây, cậu lại lau nước mắt. Lạc Lan thấy vậy, tiến lên ôm cậu bé vào lòng. Tiểu Trí là một đứa trẻ ngoan, tỷ tỷ đã từng nói, sư phụ của đệ và tỷ xưa nay chưa từng đối xử với đệ như một đứa trẻ. Sau khi về Vân Nam, đệ phải chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ đệ. Nói đến chỗ này, Lạc Lan nhìn vào bên trong xe. Mẹ đệ đâu? Mẹ đệ đi rồi. Ba ai nói có cơ hội lại đến thăm đệ. Thấy cậu bé buồn như vậy, trong lòng Lạc Lan có chút chua xót. Lãnh Tử An lúc này liền tiến tới. Con trai con yên tâm, ta biết mẹ con đang ở đây. Đợi chúng ta ra khỏi kinh thành, ta sẽ đưa con đi tìm bà ấy, đảm bảo sẽ tìm được bà ấy. Thật sao? Tất nhiên rồi. Lãnh Tử An nói xong lời này, sau đó giơ tay đánh một đấm vào vai Lãnh Ngọc. Ngọc Nhi, lần này hoàng thúc đến gây cho các người không ít phiền phức, lại hiểu lầm cháu dâu. Hoàng thúc sai rồi, các người đừng có trách hoàng thúc nhé. Lãnh Ngọc vội cười vẫy tay. Hoàng thúc nói lời này thừa rồi, ta và Lan Nhi đều không phải là người nhỏ nhen. Ngài có thể làm điều điên rồ như vậy vì Tiểu Trí, chúng ta ngưỡng mộ ngài còn chưa kịp đâu, nào có thể trách. Nghe lời khen của hắn, Lãnh Tử An há miệng cười ha ha. Nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không yên tâm giao Tiểu Trí cho ngài. Chỉ là hy vọng ngài khi tìm lại được Lưu Mỹ, đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy một mình nuôi Tiểu Trí không dễ dàng, ta biết. Lãnh Tử An có chút ngại ngùng gãi đầu.
Tiểu Trí, chúng ta đi thôi. Mấy người đó vẫn đang đợi ngoài thành đây. Nếu chúng ta không ra khỏi thành trước khi trời tối, họ có thể sẽ làm gì đó không hay mất. Nghe thấy vậy, Lãnh Ngọc sờ sờ đầu Tiểu Trí. Tiểu Trí, tự chăm sóc bản thân, năm sau hẹn gặp lại. Tiểu Trí gật đầu nặng nề, khóe mắt rưng rưng nhìn hai người bọn họ, miễn cưỡng rời khỏi Ngọc Vương phủ.